ぞ小広めの。cháu thử cho mình xem. Thì ông ngoài đi tìm người khác nhé. À đây, cháu ba gửi điện thoại cho ông đấy. Đây một tí nữa mà thấy mạnh thì ông ngoài điện cháu nhé. Này đây là 100 này, 200 này, 300 này, đấy. 300 nghìn này thì là để mà ông đóng tiền là ngân hàng ông nhá. Đấy. Còn ở đây là 200 ngàn này. Thêm là 100 ngàn nữa. Cháu được xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục xuống cái nhà của hai ông cháu cô bác ạ. Hôm trước thì cháu Lực có xuống thì là điện thoại của ông ấy, cô bác, không may là nó không lên nguồn ấy. Thì là cháu Lực có đem đi xuống huyện và để người ta sửa lại. Đấy, thì hôm nay thì cháu Lực xuống để mà đưa điện thoại cho ông một chút cô bác ạ. Để cho ông có cái điện thoại để mà liên lạc cho cháu Lực cô bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống nhà của hai ông cháu cô bác nhé. Hay có vẻ như là thời tiết hai hôm nay thì có vẻ như là lạnh hơn cô bác ạ. Sau một cái trận mưa thì tất cả những cái cung đường mà ở trên vùng cao đấy thì hầu như là con đường nào cũng bị sạt lửa này và có đá lửa rất là nhiều. Không biết là nay đi xuống có gặp hai ông cháu ở nhà không đấy. Ôi, có vẻ như là cái nương của ông này cô bác này thì là được ông là cuốc để mà trồng lại rồi. Có thể là ông lấy trâu cày. Nhà ông thì đang nuôi một con trâu là nuôi nhờ cho người ta đấy cô bác. Hôm nay cháu Lực đi xuống thì cũng có một cái phần quà là muốn gửi tặng cho ông với lại em Mạnh đấy cô bác. Phần quà này thì là được anh Thân Phú là anh ấy gửi cho em Mạnh với lại ông. Thì cho cháu Lực xin được bật mí một chút cô bác nhé. Thứ nhất là để mà đóng cái tiền lãi ngân hàng, và thứ hai thì là sẽ để cho đóng tiền học của Mạnh nữa. Ui, cái chỗ này thì có vẻ như là đi thì rất là trơn của bác ạ. Cái con đường này là con đường em Mạnh là đi học đấy của bác. Năm nay thì là Mạnh cũng được là 5 tuổi rồi. Hay một cái cậu bé mà thiếu vắng đi cả tình yêu thương của người bố này, lẫn tình yêu thương của người mẹ nữa. Tất cả những cái tình yêu thương thì là đều được ông là giúp ba bố của Mạnh là để mà thực hiện, để mà yêu thương Mạnh thôi. Kia là mẹ Quyết hay không biết là mẹ Quyết đang làm gì ở bên kia. Có vẻ như là nghe mẹ của Quyết nói rằng là điện cho ai hỏi hỏi Quyết lấy Mạnh chứ sao không biết. Không biết là Quyết lấy Mạnh có ở nhà không. Trâu này thì được ông đi nhận nuôi thì cũng khá là lâu rồi cô bác ạ. Nhìn trông có vẻ như trâu rất là to. Giờ thì phải nhảy xuống ạ. Ôi giời. Cái chỗ lán này thì là được cháu Lực mua pro cho ông của bác ạ. Để mà lợp ở đây. Pro này thì được hai chị Nguyệt Thúy là giúp đỡ ông. Cháu cho ông nhá. Nấu cơm chưa ông? Chưa à? Ôi, không có chìa khóa vào trong không? Hốt cập biết bỏ đâu rồi mẹ. Không biết Mạnh bỏ đâu á? Cái Mạnh đi đâu rồi không?
đi học chưa về. Đi học chưa về á? Vâng. Ôi, bây giờ thì cũng khá là muộn rồi. Đáng lẽ giờ này là phải về đến nhà chứ. Vậy bây giờ gần là 6 giờ tối rồi cô bác. Bảo nó đi đâu? Cùng, đi học chưa về. Cùng ai đi không? Quyết đi. Cùng Quyết á? Vâng. Vừa rồi cháu thấy mẹ của Quyết gọi điện ở trên kia là gọi điện là tìm Mạnh với Quyết à? Vâng. Họ thấy nó xuống đây mà. Xuống đến cái mương chia này rồi. Biết đi đâu à? Hay là có đi nghỉ nước ở đâu không? Nước dưới suối này không thấy mà. Đấy là ông đi xuống suối này rồi à? Đi xuống mà không thấy người nữa. Không thấy á? Ông gọi chưa? Mạnh ơi! Mẹ Quyết nó gọi rồi à? Thế là mẹ Quyết là đang tìm ở trên kia à? Vâng, gọi đi lên bên kia. Ơ, Na à? Ơ, Na ơi! Bóng Quyết mà đưa nên đang Quyết tại mình à? Liệu là có chơi ở khe suối bên kia không không? Bên đây nó không nhiều đi đâu. Có vẻ như là... Vừa cắt cỏ về. Ông vừa đi lấy cỏ về à? Sáng đi hái chè, vừa sáng sáng đi lấy cỏ. À, thế là đến giờ là Mạnh vẫn chưa về à? Thấy là mẹ của Quyết ở trên kia thì cũng tìm. Sao mà được thế một nàng? Nên để bỏ để Quyết tay mình bên này à nàng? Nấu dùng khủy nó mới nổ. Vừa rồi thì là mẹ của Quyết nói rằng là Quyết với lại Mạnh thì hai anh em là chưa về muộn như này bao giờ cả cô bác ạ. À. Mạnh là có đi sang làm bên kia không không? Đang thì Pai Ma Chiang. Ít biết cả mừng Pai như bên đồ. Đấy. Vừa rồi thì là mẹ của Quyết với lại ông thì tìm mà khắp nơi rồi cô bác vẫn là chưa thấy Quyết với lại Mạnh đâu cả. Ông có vừa xong về trên đầu sấn, xong vừa về đến chứ mà. Ông là vừa về đến nhà à? Vâng. Liệu rằng là hai thằng nó có ngủ đây không ông? Liệu rằng là hai thằng nó có ngủ đây không? À. Ông đi sang bên kia tìm chưa? Mẹ Quyết là vừa bên kia tìm à? Cháu chỉ sợ rằng là hai Quyết với lại thằng Mạnh đi xuống khe suối để chơi thôi. Cho thử đi. Đi trong. Đi thôn Pá thế bà à? Sợ rằng là hai anh em này đi bắt cá không nhở? Hôm qua là đi xuống dưới bắt à? Thế cháu thử đi xuống dưới xem. Thế ông đi tìm chỗ khác nhá. À đây, cháu gửi điện thoại cho ông đấy. Điện thoại đâu nhỉ? Đây một tí nữa mà thấy Mạnh thì ông điện cháu nhá. Đâu nhỉ? Đây, điện thoại ông thì sửa xong rồi nhá. Xong rồi. Một tí nữa thấy Mạnh ở đâu thì ông điện cháu nhá. Cháu thử đi, hôm qua là đi khe suối này để mà bắt cá đúng không? Vâng. Cháu thử đi xuống khe suối này tìm xem là Quyết với là Mạnh thì có đi xuống ấy bắt cá không? Không biết là bây giờ thì sẽ cho để ông đi tìm hướng khác. Cháu được thử đi xuống suối này xem nào. Hôm qua thì là ông có nói với cháu Lực rằng là Mạnh với lại Quyết là đi xuống cái này để mà vét cá. Vừa rồi thì ông là
ra đến thấy là bảo là hai thằng Quyết với lại Mạnh là ra đến đầu trên đường bên kia thôi, nhưng mà chưa thấy là về nhà. Thì ông cũng đi lấy cỏ nữa. Các anh ăn đi bài ăn à? Thế là biết tin rồi các bác ạ. Là đi à? Thế là hai Quyết với là Mạnh là vừa rồi thì mẹ của Quyết gọi điện cho các bác thì nói rằng là Quyết với lại Mạnh thì là đi ra đến đây rồi, nhưng mà xong là sang làng bên kia. Đang mà ở gì à? Vừa rồi à, mẹ Quyết bảo là ở đâu không? Bà sang kia vừa về à? Thế là cứ men theo đường này không? Vâng. Ở khu cái chỗ mà là ông ở đấy cô bác. Nó đậm như vậy à, hắn khai nàng nàng phải luôn. Rồi bạn ra nó phá với sao? Phá. Dạ còn phải hả? Thế ông là hôm nay là đi nhà ăn cơm hả ông? Vâng nhỏ. À. Thế là thế ông là đang định bảo là lấy cỏ xong thì đưa cả Mạnh là đi cùng ăn cơm à? Ừ, mình tới về thì đến đi. Làm đất đâu thì dùng nó đi. Đi được không ạ? Thế là hôm qua là Mạnh với lại Quyết là đi xuống cái vết cá không? Đi xuống khe suối kìa à? Hôm qua là tầm mấy giờ là Quyết với lại Mạnh đi xuống vết cá không? Thằng Nữ chết nào? À. Quyết với lại Mạnh thì lên trên rồi các bác. Thế vừa nghe là bảo là đi lấy cái gì ấy không? Đi lấy gì? Yêu con Lý tên kia. Lý tên kia lông quay. Rất là được cười các bác ạ, đi theo gái. Đi theo gái đấy. Cứ tưởng là Quyết với lại Mạnh là đi đâu, cứ cho Quyết cho mẹ của Quyết nữa cả ông nữa tìm ở đây khắp chỗ nào không tìm hết. Quyết ơi, Mạnh ơi, chỉ biểu ra hả? Bảo là đi lấy vợ chứ không bác. Hôm nọ là Nguyệt đánh à? Nguyệt đánh à? Hôm nọ là Nguyệt là cào vào mặt Mạnh này, đỏ khắp nơi của bác ạ. Đây hôm nay thì là Quyết với lại Mạnh là đi bảo là đi lấy Quyết, đi lấy Lý. Năm tuổi thôi mà đã biết bảo đi tán gái rồi chứ. Chịu hai thanh niên rồi đúng không? Ở nhà thì cứ cho ông với lại mẹ Quyết là gọi điện khắp nơi. Vừa rồi thì ông là cũng chưa có điện thoại cô bác. Điện thoại ông thì vừa rồi là cháu Lực mới đem cho ông.
Đấy, bây giờ hai thanh niên đang nhoi con kia, về rồi các bác. Mạnh thì là đi đằng sau. Hai mẹ Quyết thì cũng rất là thương yêu bé Mạnh của bác ạ. Chỉ cần nghe khi mà nhắc lại là bố của Mạnh là bị lừa, mẹ Mạnh là bỏ đi rồi, thì mẹ Quyết cũng rất là thương ấy. Phải thương nhưng mà cũng đôi lúc là chỉ cho ăn cơm thôi, cũng không giúp đỡ được gì nhiều. Ê ông, là hôm nay ông đi làm cái gì không? Ông từng già trên hái chè. Từng già hái chè à? À, nay là ông hái được chè về à? Thế chè là ông hái là về từ sao à? Vâng. Không biết là đến đâu rồi. À đây, đến đây rồi. Nhanh lên mày, khai mạng. Đấy, có lẽ là nghĩ rằng là bị ăn chửi của bác, đi là đi từ từ đấy. Vừa mới cắt tóc xong à, Mạnh ấy Quyết, à Mạnh ấy ông? Khác tăng đường cắt á? Mạnh ơi! Đấy, đi đang sắn quần của bác ạ. Đấy, thấy gặp cháu Lực khá là xuống là thả quần xuống. Đấy, thanh niên là rất là ngại. Cứ tưởng là đi đâu, hóa ra là hai thanh niên này là ra đến chỗ mà cháu Lực để xe rồi. Xong lại vòng ra làm bên kia. Thế bảo hỏi là bảo là đi đâu thì là đi đi lấy vợ rồi đấy. Nhanh nào, Mạnh. Nhanh nào. Khai mạng. Đấy, 5 tuổi đã đi lấy vợ rồi đấy. Khai mạng. Khai mạng, khai mạng. Và những cái cung đường mà Mạnh đi học với cô bác thật sự ra là toàn những cung đường mà ruộng bậc thang cả, không có đường là to để mà đi đâu. Các bác ở trên kênh thì cũng rất là mong rằng là hai ông cháu sẽ đi kiếm được một cái miếng đất ở trên kia. Thì hiện tại thì cháu Lực chưa chia sẻ lên cô bác ạ, một thời để ngày mai ngày kia cháu Lực sẽ đi lên cháu Lực chia sẻ xem là những cái miếng đất mà ông đi tìm xem là nó như thế nào. Thì nếu mà được thì mua cho ông ở trên kia là một miếng đất. Ma vlog men, khai mạng. Ma, khai mạng. Má hai mà, má này, má chú hai tổ. Má này. À. Đấy, xuống đi ra đây. Ra đây, ra đây. Dép thì cũng tuột hết rồi nhờ. Đây này, ôi rồi. Đấy không, thưa cô bác rằng là dép của Mạnh ấy, là đi trơn quá ấy. Thành ra là nó bị như thế này. Đi về đi, đấy, đi nhanh đi. Đấy. Sang năm sau thì lên lớp 1 rồi các bác ạ. Năm sau thì lớn hơn 1 tuổi đấy. Nào rửa chân đi, rửa chân xong đi về. Đấy rửa chân đi. Đi. Đi đàng hoàng nhá. Lấy roi vụt đít cho ấy, đi lên trên kia rồi bảo đi tán gái à. Đấy, 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 dép ấy. Đây ra đây. Mấy nữa chú xuống thì chú mua dép mới cho Mạnh nhá. Có thích không? Thích dép mới không? Hả? Thích à? Rồi, ra đây. Đấy, khoanh tay thì chào các ông các bạn à. Khoanh tay. Chào các ông các bà. Rồi, thế Mạnh cho chú hỏi thì Mạnh đi học về thì Mạnh đi đâu? Đi kia à? Đi tán gái à? Không á, bỏ tay xuống, không được cho mũi. Đi tán gái đúng không? Thế bảo đi sang với chơi bạn Nguyệt nào đúng không? Nào bỏ tay xuống, không cho mũi. Không cho mồm. Đi sang kia chơi với bạn Nguyệt à? Chơi bạn Lý à? Hả? Lần sau là không được đi như thế nhá. Ông ở nhà tìm đấy nhá. Cả Quyết nữa nhá. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ to vào. Nhớ. Rồi, đi học là về đến đây là phải về đến nhà nhá. Giờ cho chú xem là tóc ai cắt rồi. Ai cắt? Ai cắt đây? Tự cắt à? Ông bảo là tự cắt nhá, rất là hư nhá. Nào ngồi xuống đây đồng hoàng nói chuyện với chú. Sau chú xuống thì chú mới đi. Yêu nhỏ. Mặt này rất là cứng, rất là xỉu các bác. Đấy, đi
chơi về đi đi học về là không về đến nhà thì cũng biết là bị cũng nghĩ là bị ăn chửi đấy. Đấy lại nghịch đấy. Đây này, hôm nọ thì tự cắt này có bác này, tự cầm cái tăng đơ của nhà ai cắt đây này. Đấy. Cái kia là gì đấy? Quyết à Mạnh. Cái kia là gì? Cái kia là gì? Hả? Đấy, không biết là đang tức cái gì lại đấm ghê đấy nhỉ. Đây là khỏe đấy nhỉ. Khỏe đấy, đấy đấm ghê đấy. Cái tre này là ông lấy làm gì không? Ông hái để đi bán đi. Hái để đi bán á, cái này ấy. Này là ông cho lợn ăn à? Đi xem lợn nhà ông một chút cô bác ạ. Chuồng lợn thì cũng được là ông làm bằng cây tre hết cô bác ạ. Cái chuồng này thì nếu mà lợn to nó sẽ sỏng không? Sỏng à? Hai con lợn thì một con thì chắc là rơi tầm là 30 cân, một con thì rơi tầm là 40 cân cô bác ạ, hai con lợn đấy. Ông thì vẫn rất là chăm chỉ ở nhà là nuôi lợn này, nuôi gà này. Đấy, mặc dù là cái cuộc sống thì cũng rất là bận rộn rồi. Đấy, không bận rộn thì là còn không có gì để mà ăn nữa. Thế là chè này là ông để mà đem đi bán à? Chè này thì hái từ đâu về đem đi bán không? À, thế cái chè chè này là gọi là một tôm này, hai lá này có bác này. Đấy. Hái cả buổi sáng à, chỗ này thì được tầm bao nhiêu cân không? Khô ra thì một cân thôi. Khô ra một cân à? Thế chè này là ông đem bán này xong lấy tiền đi đâu? Trên để nộp lãi ngân hàng với mua muối à? Thế là nộp tiền là lãi ngân hàng này, coi như là nộp cả tiền học của Mạnh nữa đúng không? Vâng. Buổi sáng thì mua kèo 3-4 nghìn. Vâng. Đây thì ông rửa tay đi, ông rửa tay xong ra đây cháu gửi cái phần quà này cho ông này. Đấy, ông thì là đi hái chè. Cô bác ạ, chè này thì là chè mà cây rất là to cô bác ạ, thuộc dạng như là cây chè của thụ này. Đây là ông là tự sao, là tự làm bằng thủ công đấy ông. Thủ công đấy cô bác ạ. Đây, hôm nay thì trời không có nắng, nhưng mà trời nắng thì chắc là khô hết rồi đấy. Đây, chè thì hoàn toàn là này, một tôm này, một lá này, có cái thì hai lá này, một tôm này. Chỗ này thì chắc là được rơi tầm độ 3 cân đến 4 cân các bác ạ. Ông bảo là đem đi bán thì lúc nào mà khô ấy, cho được xé để lên trên kênh cũng bán luôn. Thì nếu mà các bác có yêu quý ông thì giúp đỡ ông là mua chè thì cho được xé gửi cho các bác nhé. Chè này thì là uống rất là ngọt miệng các bác ạ, chè này ấy. Nào ra đây chú hỏi một tí, ngồi đây chú hỏi một tí. Đừng có bỏ cái ra đấy nhá. Nhá, nhớ chưa? Rồi, nói nhỏ quá. Đây, ngồi với ông đây này. Đây. Đây, ông ngồi đây không? Đây, ông ngồi bên Mạnh này. Lần sau là không được theo gái sang làng bên kia chơi nhá, không được theo bạn Lý nhá. Thế là nãy là Mạnh với lại Quyết là ra đến trên này rồi không? Vâng. Thế xong mà theo mương đi à? Nào không cắn thế này. Không cắn thế này. Đây, cho cầm này không cắn. Đây có vẻ như là thanh niên này cũng biết rằng là sẽ bị trách móng với cô bác. Là kiểu không có dám mà thân thiết mấy đâu. Đấy. Lần sau thì mày không được đi thế nhá, nhớ chưa? Nào, nói, nhớ chưa? Nhớ to lên nào, nhớ. Rồi. Đấy, điện thoại của ông thì là cũng sửa xong rồi ông ạ. Không có bị gì cả, nó bị cái chân pin của nó này nó không lên. Đúng rồi ông ạ, chân pin của nó không lên. Hôm trước mày có nghịch không đấy ông? Hôm trước mày có nghịch không đấy? Không nghịch đâu. Không nghịch đâu à, thế là nó tự bị thôi đúng không? Thế có thể là nó bị lối cái nhà sản xuất thôi các bác.
Đấy, hôm nay xuống thì cũng có một cái phần quà là muốn gửi cho ông nữa. Cái này là ông đem ra chợ bán à? Thế lúc nào mà khô thì để cháu, để cháu đem đi bán cho ông nhá. Đấy, còn về cái phần khoản ngân hàng của ông ấy thì là hôm nay được anh Thân Vũ là anh ấy gửi cho ông là 300.000. Đấy, cộng thêm là tiền học của Mạnh là 3 tháng nữa là 300.000 nữa, thì tổng cộng là 600.000. Nào, không được ngồi như thế Mạnh, ngồi ra đây. Không được ngồi, quay đi xuống kia. Cô giáo đòi tiền đi học chưa? Hả? Có lấy tiền không? Đây, lấy tờ nào. Lấy tờ nào, chú cho một tờ để mai đi mua bim bim này. Đây. Đây, chú cho một tờ mai mua bim bim này. Lấy tờ nào. Đấy, không có dám lấy này cô bác ạ. Đấy, đây là 100 này. 200 này. 300 này. Đấy. 300 nghìn này thì là để mà ông đóng tiền là ngân hàng ông nhá. Đấy. Còn đây là 200 ngàn này. Thêm là 100 ngàn nữa. Thì là cái tiền này là mai ông đưa Mạnh đi học ấy, thì là ông đóng tiền của Mạnh nhá. Đây là được 3 tháng rồi đúng không? Thế đây là ông nộp là 3 tháng luôn. Thì anh Thân Vũ thì cũng có nói với cháu là muốn hỗ trợ ông là năm nay. Đấy, năm nay thì là anh sẽ hỗ trợ ông là tiền học của Mạnh này, lại tiền là ngân hàng này. Đấy thì là cháu là nhận được của anh Thân Vũ là 600.000. Đấy. Đấy, còn đây cho Mạnh một tờ này, Mạnh thích tờ nào để đi học này, thích tờ nào để mai đi bôi bim. Chú cho ấy. Chú cho một tờ. Đây. Chú cho một tờ, lấy tờ nào. Không em lấy à? Chú cho Mạnh ấy, chú cho Mạnh 2.000 này. Cho Mạnh 2.000 mai đi học. Lấy không? Cũng không làm lấy luôn cô bác ạ. Này. Không làm lấy thì không cho nữa nhá. Này thì là được 3 tháng thì tiền học của Mạnh. Là bây giờ hôm nọ là từ tháng mấy không nộp không? Tiền học của Mạnh ấy. Từ tháng 3 à? Hôm nay là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6. Thế là cũng đến tháng 6 rồi. Hay đến tháng 6 là Mạnh cũng hết rồi. Đấy, còn ngân hàng của ông ấy thì là nếu trong thời gian tới thì là anh Thân Vũ là anh ấy sẽ giúp đỡ ông là đóng cái khoản ngân hàng, là đóng cái khoản tiền lãi ngân hàng không nhá. Đấy, thì ông có lời nào gửi cảm ơn tới anh Thân Vũ không anh? À ông. Ông là anh Thân Vũ là ở Hà Nội ông ạ? Hà Nội à? Vâng. Thì tôi ông nói ông nhìn ra kia. Xin chào. Em Thân Vũ giúp tôi tiền gửi cho ngân hàng, tôi là nữ ngân hàng, thì ông giúp tôi là phụ tôi trả lãi cho tôi cảm ơn, xin cảm ơn anh Vũ, tôi không biết nói tiếng nhiều. Đấy, còn 300 là để mà tiền ngân hàng thôi nhá, còn 300 là để tiền học cho Mạnh nhá. Đấy, Mạnh gửi một lời cảm ơn, ôi đấy, rất là nghịch. Mạnh khoanh tay gửi một lời cảm ơn tới bác Thân Vũ nào, Mạnh, nào, đứng lên. Đấy, con cảm ơn bác đã gửi tiền cho con để con đóng tiền học. Nói khoanh tay, đứng im nhá. Con bác đã gửi tiền. Cho con. Đóng tiền đi học. Rồi, nhưng mà Mạnh là phải ngoan nhá. Vâng. Ngoan là mấy nữa chú sẽ mua cặp sách cho này, quần áo cho này nhá, để đi học nhá. Được chưa? Được. Nhớ to lên nào. Nhớ. Rồi. Đây. Cháu Lực cũng xin thay mặt là hai ông cháu gửi một lời cảm ơn tới anh Thân Vũ. Chúc anh cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn anh rất là nhiều đã hỗ trợ ông tiền nộp ngân hàng này, tiền đóng học cho bé Mạnh nữa. Đấy, ông cứ cất tiền đi ông. Có tiền là sáng mai ông vâng, sáng mai là ông đóng nhau nhá. Đấy, chứ không là đừng là không đóng ông nhá. Vâng. Không đóng là sáng tháng sau mà cháu biết là ông không đóng tiền cho Mạnh là lúc đấy là cháu nói ông ấy. Vâng. Đấy. Ở đây thì các bác yêu quý tới ông. Vâng. Đấy, cháu cũng với ông là có duyên. Thứ nhất là hai ông cháu mình có duyên là cháu cũng hỏi ông trưởng thôn thì là ông ấy giới thiệu là hai ông cháu của ông thì đang ở một cái ngôi nhà và cũng hoàn cảnh thì cực kỳ là khó khăn. Đấy, và thứ hai thì là khi mà cháu chia sẻ lên ấy thì cũng được là các bác Mạnh Thường Quân là yêu quý
trợ duyên tới hai ông cháu. Đấy. Còn như về cái phần làm nhà đấy thì là hiện tại có rất là nhiều ý kiến của các bác là muốn cho hai ông cháu là lên trên đường lớn để ở, để nó tiện cho cái việc học hành của Mạnh hơn. Đấy. Hai ông cháu thì ở đây thì có thể là sau này là mình dựng một cái túp lều ở đây cũng được. Đấy, ban ngày thì là mình lên mình xuống đây mình cũng như là chăn nuôi mọi cái này. Xong mà đến đêm thì là hai ông cháu lại lên trên đấy ngủ. Đấy. Thời gian tới thì nếu mà mọi chuyện nó thuận lợi ấy, thì là có thể làm xong thì mình lắp cam lại. Và bật ở trên nhà thôi. Đấy, tối là mình biết. Đấy, cam thì chắc chắn là bây giờ thứ nhất thì ở đây là không có điện các bác ạ. Là phải kéo được một cái đường điện đã rồi thì mới làm được thêm mọi cái. Đi học về thì đã ăn cơm chưa Mạnh? Chưa ăn cơm à? Đói chưa? Đói. Đói rồi à? Ông không nấu cơm. Thế là tối nay là hai ông cháu ăn gì? À đi nhà mà ông đi giúp là ăn đúng không? Vâng. Thế là bây giờ là cả ông đi à? Vâng. Còn mình. Thế là đi xa không ông? Xa đấy. Cái nhà ở dưới đường. Ô, cháu về đấy. À thế là đi tít trên kia à? Vâng. Ồ, thế là ông đi làm cũng rất là xa đấy các bác ạ. Ở đây thì là ông đi làm để mà tiết kiệm tiền là đóng tiền học cho Mạnh này và tiền đóng tiền lãi ngân hàng. Ở đây thì tại sao mà ông lại vay thêm tiền lãi ngân hàng thì thứ nhất thì là cho cháu được xin được phép là nói thêm một chút các bác nhé. Cái khoản lãi này là trước khi mà con của ông là đi sang bên Campuchia đấy các bác thì là có đi ra vay ngân hàng là 13 triệu đồng không nhỉ? Vâng. 13 triệu là để mà làm tiền kinh phí là đi sang bên kia. Đấy, nhưng mà cơ duyên là mỉm, cái sự may mắn là không có mỉm cười đến với anh để cho anh là bị lừa vào một cái công ty ma. Hiện tại thì anh thì vẫn chưa có thể về được các bác ạ. Cũng có một khán giả trên kênh là có thể là trong thời gian tới sẽ giúp cháu Lực để làm sao mà đón được anh Sơn để mà về đoàn tụ với lại ông, với lại em Mạnh. Đấy, thì anh ấy thì cũng không muốn là chia sẻ lên kênh tại vì là sợ rằng là khi mà dính vào cái này ấy, thì sẽ có rất là nhiều những ý kiến nói thì nghi ngờ anh ấy là một cái người mà gọi là môi giới người là sang bên Campuchia đấy các bác. Cho nên là anh ấy cũng rất là thận trọng về cái việc này. Anh ấy cũng đã điện cho Lực và dặn dò rất là nhiều để cho khi mà cháu Lực chia sẻ lên thì có một cái sự đồng cảm của các bác là hiểu về anh ấy một chút. Cháu Lực cũng xin được Nam Mạnh, cháu Lực xin được bật mí là về khán giả ở trên kênh của bác là không, cháu Lực sẽ không nói tên. Anh ấy cũng nói với cháu Lực rằng là trước kia là anh cũng đi sang là một cái dạng mà đi không giấy tờ ấy, nhưng mà sau thời gian là anh ấy ở bên đấy là làm có nghĩa là làm được thì mới ở lại và quyết định là làm giấy tờ ở bên đấy. Còn bây giờ thì bố mẹ là anh ấy vẫn ở bên Việt Nam và cũng đã mua mật để ủng hộ cho được rất là nhiều lần rồi các bác. Cho nên là cũng biết là nhà cửa, nơi địa chỉ của anh ấy ở đâu thì cũng biết hết. Đấy, cũng không có anh ấy cũng nói với cháu Lực gọi là nếu mà anh ấy giúp được thì anh ấy sẽ giúp là bố của Mạnh đi sang bên nhà của anh ấy một thời gian. Đấy, sau khi mà ổn rồi thì anh ấy sẽ để mà làm sao mà đưa được bố Mạnh để về. Thế là ông là bây giờ là mấy giờ là đi là đi ông? Bây giờ chuyển xong là đi rồi. À thế là một tí là đi à, làm việc ở nhà đón là Mạnh cùng đi à? Vâng. À, thế là vừa rồi là cháu cũng chia sẻ cho ông biết cái thêm thông tin đấy thì là thêm nếu mà có sự may mắn thì sẽ đón được là anh Sơn về. Còn nếu mà chưa may mắn thì cháu cũng không biết là sẽ ra thế nào nữa. Đây ở đây thì là cháu cũng không biết là sang bên đấy là như thế nào và không biết là đường đi nước bước làm sao. Thì nếu mà được phần giúp đỡ của tất cả khán giả trên kênh, các bác Mạnh Thường Quân để giúp cho anh Sơn về đoàn tụ được với lại ông với lại Mạnh để mà chăm sóc cho ông với Mạnh thì điều đấy rất là tuyệt vời các bác. Đấy, Mạnh thì vẫn còn là một đứa trẻ rất là ngây thơ các bác ạ, vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là bố mình đi sang Campuchia là để làm thôi.
Đấy, có lẽ là bây giờ là ông với lại Mạnh thì là cũng đi ăn cơm ở bên nhà mà nãy ông với Mạnh làm các bác. Cháu Lực cùng xuống và gửi điện thoại cho ông và gửi thêm cái phần quà của anh Thân Vũ nữa. Đấy, xuống đến đây thì thấy là mẹ của Quyết với lại ông díu dít tìm Mạnh khắp nơi của bác, sợ rằng là đi đâu á, mà rõ ràng là bảo là lên trên này rồi. Đấy, xong là không thấy đến nhà, lại vòng ra bên kia. Đấy, xong là biết bảo là đi tán gái bé tí. Đấy, nào Mạnh ra đây nào, gửi lời chào tạm biệt tới các bạn nào Mạnh. Đấy, ra đây, đứng đây. Đấy, khoanh tay vào, đứng xuống thì ngán đấy, đứng xuống. Đấy, khoanh tay. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi, bái tay. Rồi, thầy ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác trên kênh ông nhé. Vâng. Tôi xin hồi cảm ơn các bác trên kênh cho tôi được quà nhiều. Tôi cũng thích cảm ơn các chị, các anh trong kênh. Tôi không biết nói gì nhiều. Tạm biệt các bác, các chị. Đấy, thực phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Đấy, những cái cảnh mà cháu Lực đi xuống chia sẻ là cái đời thực và thực tế của hai ông cháu xảy ra. Thì có như nào thì cháu Lực đều chỉ biết là chia sẻ như thế thôi các bác. Và cũng cảm ơn các bác đã luôn luôn tin tưởng và yêu quý cháu Lực. Và bây giờ thì hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác nào. Bye bye. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.